cho phép được yêu. Trong êm đềm và tôi là Phú Hiếu. Tôi là Miko Lan Trinh. Hân hạnh chào đón quý vị đã đến với chương trình Cho phép được yêu. Rất vui khi ngay khung giờ này 22 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, quý vị đang cùng đến với chương trình Cho phép được yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Đến với Cho phép được yêu tuần này là sự xuất hiện của bốn cô gái cùng bốn vị phụ huynh: ba Hoàng Sơn, con Uyển Phương, ba nghệ sĩ, con cá tính, mẹ Lê Thị Hồng, con Tú Hân, mẹ sắc sảo, con gái mạnh mẽ, mẹ Xuân Lan, con Ngọc Phương, mẹ dịu dàng, con xinh xắn, mẹ Thị Hương, con Nhã Trúc, mẹ Hiền Lành, con quyến rũ. Hãy cùng làm quen với bốn gia đình cùng đến đây thưa quý vị. Sẽ có những gương mặt mà quý vị sẽ ngờ ngợ thấy ở đâu đó hoặc là quý vị rất rất yêu mến. Còn chờ gì nữa, hãy cùng theo dõi xem nhân vật chính ngày hôm nay là ai của đoạn video clip sau đây. Nguyễn Hải Triều, chàng trai 25 tuổi sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành xã hội học của trường Đại học Văn Hiến. Nhưng chưa dừng lại ở đó, với mong muốn nghiên cứu về xã hội sâu hơn. Thế nên, anh quyết định tiếp tục học thêm và đạt danh hiệu thạc sĩ xã hội học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Hải Triều đang là giảng viên giảng dạy bộ môn kỹ năng sống cho các bạn học sinh, sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và là MC cho các chương trình lớn của HTV. Không những sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, điển trai mà Hải Triều còn làm cho bao người nể phục bởi chính những thành tích đạt được của mình như đại sứ trường Đại học Văn Hiến, 4 năm liền là cán bộ ưu tú của Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, giải Én bạc, cuộc thi Én vàng HTV năm 2019, quán quân cuộc thi Nét đẹp Việt 2016. Chia sẻ về tình trường của mình, Hải Triều cho biết, trong quá khứ, anh có thương thầm một người con gái, nhưng do người ấy đã có người yêu, nên anh đành lùi bước về sau. Và từ đó cũng giúp Hải Triều có thêm ý tưởng để sáng tác nên một truyện ngắn sắp phát hành mang tên Thương một người đã có người thương. Do gian dở bởi mối tình thầm thương trộm nhớ đầu đời, Hải Triều quyết định nếu như yêu ai phải nói ngay lập tức và bằng mọi cách phải bảo vệ tình yêu của mình. Tham gia vào chương trình Cho phép được yêu ngày hôm nay, Hải Triều muốn nhắn gửi rằng nếu tình yêu được ví như những vì sao trên trời thì em gái ơi, em có biết em là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh không? Hãy cho nhau một cơ hội để ngôi sao ấy mãi mãi là vì sao tinh tú nhất em nha. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón người chơi chính ngày hôm nay, nam chính của chương trình, MC Hải Triều. Xin được chào cô chú ạ. Con tên đầy đủ là Nguyễn Hải Triều, năm nay con 25 tuổi và công việc hiện tại là giảng viên cũng như là một người dẫn chương trình. Mà nghe nói là em xuống tóc vì những cái mối tình cũ á, thì có lẽ cũng là đau đớn lắm đây. Hãy chia sẻ đi nào. Thật sự ra thì nói tính về tình yêu thì Triều có tổng cộng là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là vào năm 2 đại học, quen nhau được 1 năm, sau đó thì chia tay. Phải nói rằng là chia tay bởi không có hợp. Lúc đó thì Triều có rất nhiều công việc, không có thời gian dành cho người ta, rồi chia tay. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là vô tình vào một ngày đẹp trời thì Hải Triều trở thành giám khảo của một cuộc thi MC nhỏ nhỏ, bạn thì là thí sinh. Cái yêu luôn cái bạn thí sinh. Nhưng mà lỡ cái yêu cái một người đã có người yêu 4 năm rồi. Nhưng mà hai đứa vẫn tìm hiểu với nhau. Em là Tuesday trong truyền thuyết đó hả? Đúng rồi. Sau rồi cái Triều dễ thương lắm. Triều nói là không sao hết, khi nào mà hai người chia tay thì Triều sẽ đến. Nhưng mà người ta không có chia tay với nhau. Và bây giờ nếu tính thời gian chia tay đến bây giờ là họ có thể quen nhau được 8 năm rồi. Và đó là lý do mà quyển sách Thương một người đã có người thương sẽ được ra đời. Và mái tóc này sẽ khẳng định cho câu chuyện là mối tình đó sẽ chết và để bắt đầu cho một mối tình mới. Trời ơi,
hôm nay đi với em gồm những ai? Ngày hôm nay thì em đi với mẹ của mình và đi với người đồng hành cùng với công việc của em và một người nữa. Cũng hai bạn cũng tìm hiểu nhau, được gọi là crush của nhau trong một cái cuộc thi mà hai đứa từng thi cùng với nhau. Là sao? Đó em là cuộc thi em bạn. Bạn nói là crush nhau hả? Đúng rồi. Là nhưng mà là không có quen nhau. Đúng rồi. Rồi giờ dắt lên đây luôn. Đúng luôn. Rồi gì? Em ngược ngạo sao? Sao ngộ ha. Vậy thì bây giờ còn chờ gì nữa, hãy chào đón gia đình của MC Hải Triều tại Cho Phép Được Yêu. Cô tên gì ạ? À? Cầm Thắm. Cô Thắm? Dạ. Dạ cô, con của cô hồi nhỏ đẻ ra có nói nhiều không? Có. Rồi mẹ ơi, mẹ tiêu chí mẹ chọn nàng dâu cho con trai mình là gì ạ? À? Cái này có thể nói hộ mẹ được không? Nói hộ à, là crush. Em cảm thấy là mẹ đang rất là run để nói hộ. Rồi, tiêu chí, dạ tiêu chí chọn bạn gái cho MC Hải Triều ngày hôm nay không cần một cô gái quá xinh đẹp, phải là một người thông minh và sâu sắc. Y chang Triều nói rồi. Y chang. Vậy là nhà này có sự thống nhất. Có sự thống nhất rồi. Dạ xin được chào các cô chú của gia đình bên kia ạ và chào quý khán giả. À, em là Võ Hiếu Nghĩa, hiện nay đang công tác trong lĩnh vực truyền thông và sự kiện. Thì em và Hải Triều đang làm việc chung và hỗ trợ nhau trong công việc. Chúc cho những thành viên trong gia đình, những người bạn của Hải Triều đến đây sẽ cùng tư vấn để giúp cho mẹ Hải Triều hoàn thành thật tốt việc lựa chọn nàng dâu tương lai nha. Bây giờ một tràng pháo tay để đến với vòng đầu tiên của Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu. Bước vào vòng 1, bốn phụ huynh sẽ đưa ra lần lượt bốn từ khóa miêu tả tính cách và đặc điểm nổi bật của các cô con gái. Nhà trai dựa vào bốn từ khóa để chọn lọc ra ba cô gái phù hợp với con trai mình nhất. Một cô gái sẽ phải dừng cuộc chơi. Nào, chúng ta cùng đón xem. Thưa quý vị, đầu tiên hãy cùng lắng nghe từ khóa từ nghệ sĩ Hoàng Jun dành cho con gái của mình. Đó là từ khóa gì, thưa chú? Khó. Từ khó. Chịu khó hay là khó chịu, khó ăn, khó ở, khó... Tính tình khó khăn hay là hồi nhỏ khó nuôi, không biết khó cái gì đúng không? Khó là như thế này, muốn chọn một trung nhân, con gái tôi rất là khó. Khó tính. Vì một khi mà tìm đến trung nhân thì trung nhân đó thì cũng như con nói, chuyên môn là phải giỏi. Nói về trí tuệ thì thông minh, thì rất là giỏi về mặt kinh tế xã hội. Wow, hay quá. Lựa chọn là khó khăn đúng không? Vậy thì xin mời nhà trai. Con gái của chú á, là khó, là khó trong cái việc đặt tiêu chí cho người yêu của mình hay là khó như thế nào chú ha? Nói về ăn ở thì rất là dễ, nhưng mà về công việc mà làm việc trong kinh doanh hoặc là bên lĩnh vực nghệ thuật thì nó phải cân đối với nhau. Chứ có nhiều khi mà nếu mà một người giỏi mà kéo theo người hay thì nó một có một cái hơi chênh lệch. Con xin phép được hỏi, hồi nãy con nghe chưa rõ là con gái chú cũng làm trong công việc nghệ thuật luôn ạ? Đúng rồi em, là ca sĩ á. Bên ca sĩ. Như vậy là tiêu chí của con gái chú là muốn tìm một người yêu mà có thể cân bằng cả cuộc sống lẫn trong công việc nghệ thuật luôn. Đúng rồi. Vậy nếu ví dụ như Hải Triều là một MC, Hải Triều cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật như vậy thì không biết là có khó khăn gì cho không con khó đâu, tại vì đồng nghề với nhau mà. Là quan trọng là cân bằng là được. Đúng rồi. Hay quá, anh dẫn chương trình em hát luôn. Bây giờ là từ khóa mà mẹ Hồng sẽ chia sẻ về con gái Tú Hân. Mẹ dùng từ khóa gì cho con gái mình thưa mẹ? Tôi thì dùng cái từ khóa cho con tôi là mê. Mê. Ừ. Mê. Mê hả cô? Mê. Mê. Đê mê, đê mê. Đê mê, đam mê. Mê đắm mê. Mê mũi. Tiền. Mê mũi. Em thích từ này. Mê, đam mê. Mê công tiết việc. Là mê là mê, mê làm việc đó, đam mê đó. Mê thực ra là ham đó. Mê, ham mà đến mê luôn đó. Chào cô, đầu tiên con dùng từ khóa mê thì con nghĩ là có một chút xíu gì đó tương đồng với Hải Triều rồi. Tại vì Hải Triều là người rất là tham công tiếc việc. Thì không biết là mê công việc như vậy thì đến lúc mà quen Hải Triều thì có bị quên người yêu của mình hay không? Tại vì dành quá nhiều thời gian cho cái chuyện khác á. Theo tôi thì tôi nghĩ thế này. Con gái tôi đam mê làm việc. Nó cũng giống như Hải Triều vậy đó. Thì tôi thấy hai người đó rất là hợp nhau. Có nghĩa là làm việc thì rất là đam mê. Thưa cô, nếu bận quá rồi có thời gian chăm sóc cho được hai chiều không như cô?
con tôi nó là chữ mê thì tất cả làm bất việc gì nó cũng mê hết nữa. Hay lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mẹ Kim Ngọc. Con là Ngọc Phương, xin chào cô. Từ khóa nhà mình là gì ạ? Bé nhà mình thì chỉ có gọi một trong từ khóa thôi là độc. Độc. Độc hả cô? Wow. Độc nhất nè, độc đáo nè, độc đắc nè. Độc cô cầu bài. Qua phim, thì qua phim rồi. Em, cái đó là nó hơi kiếm hiệp rồi đó. À, thì nó nằm ở trong cái từ là độc lạ đó. Có nghĩa là bé lạ. Suy nghĩ cá tính, có cá tính và có sự khác biệt. Có nghĩa là bé luôn đi ngược dòng lại với những cái xu hướng hoặc là làm một cái điều gì đó khác biệt với mọi người. Wow, mở lối đi riêng. Mời nhà trai đặt câu hỏi. Vậy có nghĩa là con gái của cô là yêu là sẽ có những cái khác thường đúng không cô? Giống như là cái gì đó phải lạ lẫm, nó khác thường đúng không cô? Nghe hấp dẫn. Nếu mà trong tình yêu mà yêu như thế nào thì mình cũng chưa có kiểm nghiệm được điều đó. Nhưng mà mình nghĩ với suy nghĩ của bé thì đó, bé rất là cá tính. Và mình nghĩ là với những người cá tính thì chắc chắn sẽ mang những cái điều bất ngờ đến cho người yêu mình. Bên đây hỏi vô vấn đề sao ha. Bây giờ hãy cùng lắng nghe từ khóa của gia đình số 4 là mẹ Hương sẽ đặt cho con gái Nhã Trúc của mình là gì? Từ khóa là gì thưa mẹ? Từ tâm. 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 Wow, tim nè, tim. Tâm tình. Tâm tình. Tâm hồn. Tâm lý, tâm hồn. Tâm là tâm gì ạ? À? Nội tâm à. Cháu nó nội tâm. À, có nghĩa là trầm. Em nó rất là trầm. À, nghe lắng nghe. Nói chung là trầm tánh lắm. Xin mời nhà trai. Dạ, con xin hỏi cô là không biết là bạn luôn luôn tâm như vậy hay là cái gì cũng đặt nặng hoặc là nó nhớ rất là lâu. Nếu như quen người mới thì bạn có dễ dàng để quên được những người cũ hay không? Hoặc là có những cái kỷ niệm như có người cũ mà bạn không thể quên, ví dụ như là có thể là bạn sẽ xăm hình sao tên người yêu gì đó trên người như thế nào? Bạn ấy thì nội tâm hơi lâu. Nhưng mà nó cũng kiểu như là cũng qua nhưng mà điều cái thay vì cái nội tâm của người khác cái tâm của người ta thì ta trả thời gian đó là nó nhanh hơn, còn mình thì nó hơi lâu chút. Dạ thưa mẹ, có đến mức mà phải để quên chuyện gì và phải cắt tóc không mẹ? Không, em nó xăm tên lên đây. Hả? Em ghét nhất là hình mẫu mình dựng xây cho bản thân của em á, là đàn ông là phải thành công về công việc và lo toan tất cả mọi thứ cho gia đình của mình. Và ghét đàn ông hút thuốc và xăm mình. Thì sau cái cuộc tình đó thì em xăm cái tên người yêu em lên ngực của em. Có nghĩa là sau khi chia tay? Đúng rồi. Em lại đi xăm tên người ta? Đúng rồi. Wow. Wow. Cô ơi, con còn một câu hỏi nữa dành cho cô và bạn là nếu như thật sự trong chương trình ngày hôm nay mà Hải Triều đến với con của cô, mà có lẽ là bạn cũng ấn tượng và có tình cảm với Hải Triều, thì nếu như một thời gian về gia đình bên con hoặc là Hải Triều mong muốn bạn xóa đi cái hình xăm đó thì bạn có chấp nhận không cô? Theo con nghĩ chắc là em nó sẽ xóa. Dạ, sẽ xóa. Thế còn em? Có xóa không? Thật sự ra thì quan điểm của em ngay từ ban đầu thôi. Là không xóa đúng không? Không xóa, xóa. Không xóa. Thưa quý vị, đó là những từ khóa mang lại rất nhiều những điều thú vị xoay quanh nam chính ngày hôm nay, đó chính là MC Hải Triều. Nhưng bây giờ mới là lúc quan trọng khi mà gia đình nhà trai phải hội ý với nhau. Hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị lựa chọn dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1 này là gia đình số mấy? Thật sự là ở đây lúc nãy mà tụi em có hội ý với nhau á, thì mẹ có bảo là vốn dĩ Hải Triều của mẹ cũng là một người khá là nội tâm rồi. Mà ví dụ khi mà một người yêu mà nội tâm nữa thì rất là khó để mà có thể chia sẻ với nhau. Cho nên đó là lý do mà gia đình quyết định loại gia đình số 4. Hãy cùng chào đón Nhã Trúc tại Cho Phép Được Yêu. Cái quan trọng em chọn xuất hiện ngày hôm nay với bộ trang phục này để cho thấy tên người yêu á là em dám đối mặt với nó, đúng không? Không có dịu giếm cả, một tràng vỗ tay cho sự tự tin. Bây giờ, hiện tại bây giờ, có lúc nào hối hận không? Dạ không chị. Không hối hận? Dạ. Và nếu như mà mẹ em nói là nếu như mà sau này chồng tương lai của em muốn xóa thì em sẽ xóa, nhưng mà ý của em thì sao?
Dạ vâng, em sẽ xóa, tại vì sẽ có một số người á, người ta sẽ cảm thấy cái quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai á chị. Vậy tại sao bây giờ chưa xóa, có phải là vì còn yêu không? Dạ không phải còn yêu chị, mà tại vì chưa có thời cơ thích hợp để đi chưa xóa. Chưa có thời cơ thích hợp. Dạ. Thôi thì bây giờ nè, mời mẹ của nhà gái xuống đây cùng. Dạ. Đẹp ơi là đẹp. Hai mẹ con đẹp quá. Dạ. Chúc cho mẹ sẽ ngày càng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, và em thì sẽ tìm thấy hạnh phúc đời mình nhé. Rồi, xin gửi lời chào đến gia đình ạ. Cho phép được ơn. Rất tiếc khi phải chia tay cô bạn Ngọc Phương. Vậy là chỉ còn ba cô gái. Ba đoạn video tiếp theo về ba cô con gái sẽ lần lượt được hé lộ. Và sau đó, một cô gái nữa sẽ dừng bước. Hãy cùng đến ngay với đoạn video clip đầu tiên của gia đình số 1, nghệ sĩ Hoàng Duân. Xin mời. Hoàng Duân, con gái tôi là một ca sĩ. Cháu có giọng hát rất tốt. Gia đình tôi cũng trong một cái truyền thống nghệ thuật. Kim Hoàng Phương cũng chính là cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao. Cái nghệ danh Kim Hoàng Phương này là do cô Kim Ngọc đặt cho cháu. Dáng con gái tôi rất là thời trang, tôi rất là thích shopping mua sắm. Thì cuối tuần thường cháu với bạn bè hay tổ chức đi mua sắm shopping, xong rồi về phấn khởi lắm, về rồi khoe lại với ba ơi hôm nay con có thể con mua cái này nè, ba con có được hay là không, mẹ ơi mẹ con có được hay không. Vợ chồng tôi thấy con nó có một cái trách nhiệm mà lo cho bản thân để làm đẹp cho mình đó, thì tôi rất là vui. Nói về cá tính của con gái tôi thì bản thân của nó rất là tốt. Con tôi thì rất có hiếu, lúc vừa đi học vừa theo tôi biểu diễn, đôi lúc cháu nó phải quần quật vừa diễn vừa học rất là khó khăn, cháu tự lập hết tất cả các thứ, cháu đều lo cho cá nhân và đôi lúc hỗ trợ gia đình, còn làm thêm về buôn bán mỹ phẩm. Về phần nấu ăn nội trợ đó thì con tôi rất là giỏi, đôi lúc nói với mẹ đó để mà con ấy để gia đình mình ăn một bữa tự tay con nấu, mà nấu ăn thì rất là ngon. Cái điểm yếu con tôi á là làm xong rồi á thì phải có người dẹp, chứ không có người dẹp là không được, nó bài binh bố trận dữ lắm. Nói về trung nhân thì anh chàng này là phải chịu khó. Mỗi khi mà con tôi nấu ăn xong rồi là anh chàng phải chịu khó dọn dẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Nói về tình yêu, con tôi nó ghen dữ lắm. Nói chung là có quen hai người. Thì con tôi thì nó làm ca sĩ, và bên kia thì bên nhà giáo đó mà. Năm ra thì hai đứa nó không có thích hợp gì cái công việc chung với nhau thì nó là chia tay. Hoàng Phương xinh xắn nụt nà, cả đời chỉ biết thật thà thương con. Hồi nãy con có nghe được trong cái đoạn clip vừa rồi có một câu là tại vì bạn trai cũ của chị là nhà giáo nên là chia tay, nhưng mà thật sự là Hải Triều cũng là một nhà giáo. Đây là một cái vấn đề con chắc phép con hỏi là ví dụ như bây giờ nếu mà con của chú và Hải Triều tốt được với nhau á, với cái việc mà Hải Triều cũng là một công việc bên mảng giáo dục như vậy thì có vấn đề gì không chú ha? Nó có trường hợp như thế này, tại vì một người á thì hay đi làm về đêm, còn anh chàng kia thì cứ đi dạy suốt ngày, đôi lúc thì cái khoảng cách, cái tình cảm nó hơi xa cách đó, thì mỗi ngày nó phải phai đi thôi, chứ còn mà nếu mà tâm đầu ý hợp với nhau, nghề nào thì nó cũng vậy thôi. Chú làm bên lĩnh vực nghệ thuật siết mà gặp vợ chú là bên lĩnh vực bên ca hát. Ồ. Rồi từ từ tìm hiểu nhau thì cũng được thôi mà, không có thể thành vấn đề. Và đoạn video clip tiếp theo sẽ do mẹ Hồng giới thiệu về con gái Tú Hân. Xin mời. Hân năm nay 25 tuổi, là một nhân viên bất động sản. Công việc của Tú Hân rất là bận rộn, cho nên nó là Tú Hân đi suốt ngày, ít có khi về nhà lắm. Tú Hân có một cái tính rất là biếng ăn, mà nấu cho ăn cái gì cũng che ẩm che eo à. Có một chút mỡ là cũng không chịu được. Riết già cái rồi
ốm nhom nhách y như mẹ thôi. Muốn làm người mẫu cho nên là ăn là sợ mập mà. Con này nó kỳ vậy đó. Trời ơi. Tuy á là nó kén ăn như thế, nhưng mà được cái là nó rất là chăm chỉ nè. Nó làm cái gì thì nó làm tới nơi tới chốn đó. À, nó không có ngại khó gì hết trơn. Làm gì cũng thành công hết á. Nó thì cá tính lắm. Con gái mà thích chơi bóng bàn nè, cầu lông nè, thích cái gì đó mạnh mẽ thôi. Chị Hân á, trải qua là 3 mối tình rồi đó. Cái mối tình thứ nhất á, là ở cái thời trung học á. Rồi nói chung là non trẻ quá cho nên rồi cũng chia tay. Mối tình thứ hai á, là lên cái thời đại học. Nó quen nhau đâu được 2 năm gì đó. Rồi tụi nó cũng xa nhau à. Đến cái mối tình thứ ba này á, là kéo dài được 2 năm. Tôi cũng hy vọng là chắc là tôi cũng sắp có rể rồi. Hôm á, nó đi về á, thì nó khóc. Tôi mới hỏi tại sao á. Nó mới nói mẹ ơi, anh ấy bỏ con rồi. Từ nay về sau á là con không yêu ai nữa đâu. Về tình yêu á, thì Hân nó không có kén chọn đâu. Nó không cần phải đẹp trai, nhưng mà nó cần cái tính trầm tĩnh đó. Thân hình á, thì dễ coi một tí, chứ đừng có thô cậy quá thì nó cũng thích. Nhưng mà nó cũng không yêu cầu đẹp trai lắm đâu. Thân nhà mẹ không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần được chung mộng với con. Hai con chung sống vuông tròn, gia đình hạnh phúc thì lên non cũng không buồn. Khi quen nhau mà bạn kén ăn như vậy hoặc là cảm thấy khó chịu như vậy thì không biết là cô có tự tin là người khác sẽ chịu được con của cô hay không? Cô nghĩ rằng là cái bản chất của con cô thì nó có những cái ưu điểm. Cô nghĩ là người nào yêu nó thì chắc cũng phải chiều chuộng nó thôi. Wow. Thưa cô, và một câu nữa đó là nếu như yêu xong rồi tiến đến hôn nhân thì bây giờ về bản thân của một người con dâu là phải biết chăm sóc cho chồng, cho mẹ chồng và gia đình. Thì bản thân bạn đã khó ăn và đã rất là khó chịu hoặc là người khác phải chịu chuộng như vậy, thì cô nghĩ là con gái cô có thể đáp ứng được những yêu cầu để làm dâu hay không ạ? Cô thì cô có bản chất là cô lo lắng cho chồng nhiều lắm. Hân nó phải học được cái điều đó của cô chứ. Yeah. Mời quý vị cùng theo dõi mẹ Ngọc giới thiệu về con gái của mình. Xin mời. Ngọc Phương Hiệt năm nay 21 tuổi. Trước đây gia đình cũng không có ủng hộ con việc làm nghề dancer. Khi nhìn thấy con nhảy những điệu nhảy của sexy dance thì một người là mẹ như mình cảm thấy con là có một cái niềm đam mê mãnh liệt và cái nhiệt huyết của con. Khi mà âm nhạc nổi lên á, thì Phương giống như là một con người hoàn toàn khác, được bùng cháy nè, được thỏa sức những cái đam mê, được cái sáng tạo. Chỉ có như vậy thôi thì mình mới là ủng hộ cho con. Tại vì khi đam mê thì người ta mới thể hiện tốt nhất là tự tin của chính mình. Nhìn Ngọc Phương có vẻ như là mỏng manh, nữ tính lắm. Đối với mọi người như thế nào mình không biết, nhưng mà đối với mình thì con mình lúc nào cũng là xinh, là đẹp nhất rồi trong mắt mình. Ngoài cái ngoại hình xinh xắn của con bé ra, bên cạnh đó Ngọc Phương cũng có một vài cái gọi là thành tích cũng gọi là cũng đáng tự hào. Như là nét đẹp sinh viên nè, tỏa sáng cùng đại sứ và ngôi sao tài năng. Gia đình mình thì chỉ có 4 thành viên thôi, Ngọc Phương là con lớn. Ngoài ra thì Ngọc Phương vẫn còn một người em trai. Ở nhà thì Ngọc Phương thì thường thân với mẹ nhiều hơn, cho nên là chị thường hay tâm sự với mẹ. Ngọc Phương nó cũng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, có thỉnh thoảng thì thấy con buồn thì mình cũng hay hỏi. Ngoài những cái ưu điểm nổi trội của con thì con cũng có những cái nhược điểm là con ham ngủ lắm, có thể ngủ ở bất cứ đó đâu, bất cứ địa hình. Công chúa Ngọc Phương thì đơn giản lắm, thích một cái người đàn ông trung tình nè, có trách nhiệm à, và đặc biệt là phải quan tâm đến cái sở thích của Ngọc Phương. Mẹ hy vọng là con sẽ là một chàng hoàng tử đánh thức công chúa Ngọc Phương của mẹ dạy, để mà bằng một cái nụ hôn ngọt ngào giống như câu chuyện công chúa ngủ trong rừng vậy đó. Ra thì khi mà xem cái đoạn clip vừa rồi á, riêng con thấy là đúng là công chúa của mẹ luôn á, giống như là luôn luôn là được mẹ ở bên cạnh kề cận, lo cho từng ly từng tí hết. Vậy thì không biết là ví dụ sau này mà có chồng á, cô có độc lập được hay không, hay là phải là do chồng lo hết thôi? Cô thì cô nghĩ rằng khi mà con đã bước qua tuổi 18, con phải độc lập và con phải tự tin trên đôi chân của con. Cô chỉ là người hướng dẫn và chỉ đường cho con đi thôi.
con có một câu hỏi cho cô, đó chính là có bao giờ cô tự nhận thấy là ở con gái của cô quá mạnh mẽ, quá năng động thì nó sẽ đánh mất đi một chút gì đó về sự nữ tính không cô? Thực ra thì về cái bản chất của con á, con làm về năng động về một cái ngoại hình của con thôi, nhưng mà bên trong đó con vẫn là một đứa bé rất là yếu đuối. Giống như là hai cái cá tính khác nhau. Khi con sống với đam mê của con thì con là một người khác, và khi con trở về với lại bên gia đình á thì con lại là một cô gái rất là nhỏ bé thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn cả hai gia đình, và đó là những gì mà chúng ta đã được trải nghiệm thông qua vòng 2 của chương trình Cho Phép Được Yêu. Sau đây sẽ là một phút để hội nhà trai chúng ta đưa ra những quyết định cuối cùng và chọn ra một gia đình phải dừng chân. Một phút bắt đầu. Gia đình mà nhà trai không đồng ý, không cho phép được yêu và phải dừng lại tại vòng 2 này là gia đình số mấy? Gia đình là của bà đàn trai chia tay gia đình. Phương à, lý do tại sao đưa mẹ? Dạ, em đại diện nhà trai. Thứ nhất là phong cách. Thực sự là em thấy là cô gái đó đúng như là mẹ nói luôn, là độc. Có những cái phong cách đó là độc đáo, cá tính thì không có phù hợp với lại Hải Triều. Cái thứ hai nữa là thực sự là em cảm nhận qua cái đoạn giới thiệu vừa rồi á, là hơi công chúa quá. Mà công chúa quá là phải lúc nào cũng phải ở bên cạnh chiều chuộng nè, nâng niu nè, và luôn luôn phải kề bên nữa. Mà Hải Triều nhà em thì không có làm được cái điều mà luôn luôn 24/24 là phải kề cận như vậy. Và em sợ là cô gái này không đủ sâu sắc để có thể chia sẻ và tâm sự với Hải Triều. Dạ, yeah. Nhà trai đã phân tích rất là cụ thể như vậy rồi. Vậy thì để xem chúng ta cùng chào đón Ngọc Phương tại Cho Phép Được Yêu. Let's go. Hết với cái đoạn video clip vậy ta. Anh cứ ngỡ rằng là bên gia đình của Hải Triều sẽ tìm một cái màu gì đó độc lạ để song hành cùng với Hải Triều, nhưng mà rất tiếc là gia đình Hải Triều không thích mạo hiểm với những điều đó, cho nên là anh cũng rất là bất ngờ khi lựa chọn dừng cuộc chơi tại đây. Thì cái độc lạ của em á, nó có vượt khỏi những cái suy nghĩ của mọi người không? Độc ở đây của em là độc về tính cách và suy nghĩ. Mọi người thì hơi mà khi mà vào một cái câu chuyện nào đó, mọi người sẽ bị mất bình tĩnh, hay là mọi người sẽ khó xử lý được tình huống. Còn em thì em bình tĩnh, em giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà tại vì nghe cái từ độc lạ thì ban đầu bên kia nghĩ là không đủ chiều sâu. Là tại vì sao nó không theo số đông? Nhưng bây giờ hãy hỏi các thành viên trong gia đình, khi mà thấy em Phương xuất hiện tại đây thì quý vị thấy như thế nào ạ? Em vẫn giữ ý kiến của em. Vẫn hả? Không phù hợp với lại Hải Triều. Nhưng mà vậy nè, nãy giờ hai bạn tiếp xúc với nhau có tí xíu trên sân khấu, em có thấy có cái điểm gì thì cũng là gu của em hay là có hợp với em không? Nếu như chọn một gu người yêu thích hợp thì em nghĩ là cái chị đó nói thì đúng hơn. Tại vì em thật sự là em cảm thấy em chưa có hợp với anh Triều lắm. Cái chị đó nói thì đúng hay là cái chị đó thì đúng hơn? Là cái chị đó thì đúng hơn. Anh nghi lắm hả? Bây giờ mời mẹ gia đình số 3 xuống đây ạ. Let's go. Mình chia tay tại đây, chúc cho em sẽ luôn phát triển theo ý của em muốn, sống theo cách mình muốn và làm điều mình thích nhất. Và chúc mẹ nhiều sức khỏe. Let's go. Cho phép được yêu. Nhã Trúc đã phải dừng bước đầy tiếc nuối, chỉ còn lại Uyển Phương và Tú Hân. Liệu cô gái nào sẽ chinh phục được nhà trai và trái tim của chàng MC điển trai Hải Triều? Chúng ta cùng chờ đón màn gặp gỡ và tranh đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn. Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng chờ đón cô con gái cưng của nghệ sĩ Hoàng Jun, ca sĩ Hoàng Phương tại Cho Phép Được Yêu. Let's go.
bận lòng chỉ nữa ngứa. Hỡi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mong. Chỉ có em thôi, chỉ có riêng em giữ mãi bóng hình xưa. Đời ai cũng có ngỡ giây phút chót yêu dài khờ. Và em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấy. Và em biết, biết sẽ quên hết anh những bài tình ca viết riêng tặng em. Bây giờ hai người nha, 3 phút để cùng tâm sự với nhau, bắt đầu. Anh rất thích cái tên của em, vì cái tên của em nó trùng với cái tên người yêu đầu tiên của anh. Hả? Vì đầu tiên là anh thấy là em là một người rất là phóng khoáng, tất cả mọi thứ về phong cách của mình, thậm chí là cá tính của mình. Nhưng anh lại là một người sống rất nội tâm, và anh chia sẻ, anh nói chuyện rất nhiều, nhưng mà chỉ với khán giả và mọi người xung quanh. Nhưng mà với vợ của mình và gia đình của mình thì anh sống thật nhất có thể, và anh rất ít nói. Thì em có đồng ý sẽ có một người đàn ông như vậy hay không? Đương nhiên đàn ông ai cũng ít nói. Nhưng nếu như đã là phận vợ chồng mà có chuyện gì anh cũng giấu ở trong lòng mình, thì làm sao vợ anh có thể hiểu được những gì mà anh đang suy nghĩ. Anh không thể nào yêu cầu một người không cần nói gì mà họ có thể hiểu được tâm lý của anh. Không bao giờ có chuyện đó. Hay quá. Khi mà em chia sẻ thì anh thấy em sự tự tin. Và anh, cái điều rất là quan trọng, và anh thấy là đây là một cái điểm yếu anh rất lớn. Đó là anh là một người rất gia trưởng. Tất cả những quyết định trong gia đình của anh toàn là của anh. Thậm chí là mua một cái món đồ rất nhỏ, anh chỉ cần nó không được là em, anh chắc chắn với em rằng ba mẹ anh không dám mua. Thì em có chấp nhận một người đàn ông gia trưởng giống như anh không? Như vậy là anh đâu đủ yêu em. Em chỉ cần trả lời là được hoặc là không thôi. Đó là em có chấp nhận yêu một người con trai, và đến với một người con trai sẽ nhớ người yêu cũ của mình mặc dù vẫn hạnh phúc với mình. Không, không. Tại vì anh biết không, con trai và con gái ai cũng như nhau, đều có sự lòng tự trọng và tự tôn trong tình yêu. Em là một người tự tôn cho tình yêu. Anh không thể nào đổi thừa rằng anh là một người luôn nhớ về người yêu cũ, anh là một người sống nội tâm. Vậy thì em là gì? Em là phái nữ, em là phái yếu. Đương nhiên khi phái yếu ra ngoài xã hội, họ sẽ mạnh mẽ về cái lập trường của họ. Nhưng khi về nhà, họ cũng chỉ là một người phụ nữ và cần anh vỗ về. Anh không thể nào dùng cái nhận định của anh để áp đặt lên người yêu của mình. Đó là anh chỉ yêu bản thân anh, chứ anh không yêu người phụ nữ của anh. Nghệ sĩ Hoàng Du thân mến, nghệ sĩ Hoàng Du thân mến, hôm nay Phương Hiếu rất nể phục nghệ sĩ Hoàng Du vì có một cô con gái tuyệt vời. Dạ, nhưng đó là quan điểm sống. Nhưng đến đây tìm người yêu mà nó căng quá thì không biết bên nhà trai nghĩ sao. Hạ hồi phân giải, cho phép được yêu. Hãy cùng xem cô gái thứ hai xuất hiện tại đây sẽ mang đến câu chuyện như thế nào. Chúng ta cùng chào đón em Tú Hân, con của mẹ Hồng. Let's go.
Lần đầu tiên khi mà em nhìn thấy anh thì em thấy cảm giác như thế nào? Em cảm thấy anh là một người rất là hoạt bát, năng nổ. Và em cũng nghĩ là về tình cảm, về mặt tình cảm thì anh cũng sẽ năng nổ và đầy năng lượng như thế. Với bạn đầu tiên á, anh muốn anh trở thành người ích kỷ. Vậy em có chấp nhận thương một người ích kỷ không? Anh ích kỷ nhưng mà ích kỷ về mặt nào? Về mặt hay là hay nhớ dai cái chuyện người yêu cũ hay là như thế nào? Có thể đó là một phần đó. Em vẫn chấp nhận được. Vì sao? Tại vì em không có cái tính mà hay thương nhớ người yêu cũ. Ví dụ như anh đến với em thì em muốn anh thay đổi điều gì để có thể sống cùng với em? Em thì chỉ muốn anh hiểu em, và cũng như là em là hiểu anh vậy đó. Thì anh muốn em đối tốt với anh thì anh cũng phải đối tốt với em, cũng thấu hiểu những lúc buồn vui hay là chia sẻ với nhau những lúc mà khó khăn. Em thích một người đàn ông sẽ giỏi kiếm tiền và giỏi luôn làm cái chuyện bếp núc không? Hay là chỉ đơn giản là em muốn một người đàn ông phải vững chãi ở ngoài xã hội hơn? Cũng có thể là vững chãi ở ngoài xã hội. Về nhà thì vẫn biết một ít về việc bếp núc. Nhiều khi bận rộn này nọ thì điều kiện gia đình nhiều khi nó không được tốt, thì mình tự chăm sóc gia đình mình thì anh cũng phải phụ em. Anh thích một người phụ nữ thông minh và giỏi, thì em nghĩ rằng là anh chỉ có hai tiêu chí đó thôi, thì em nghĩ là mình có làm được không? Dạ được, em rất tự tin về điều đó. Chắc chắn không? Dạ chắc chắn. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 6 phút cực kỳ hấp dẫn. Ba gia đình đã vào vị trí, mời quý vị cùng đến với phần gây cấn nhất của Cho phép được yêu. Và bây giờ xin mời bảo vật của gia đình đầu tiên đến từ nghệ sĩ Hoàng Jun và cô con gái cưng của mình. Xin mời. Let's go. Trời, nó rất là lép. Nó lép hả? Nó lép kẹp, nó dính vô luôn cái mâm, không thấy cái gì luôn. Ê, y như cũ nè, cứng hay mềm, cứng hay mềm? Nó lép và nó cứng. Cứng? Dày hay là mỏng? Con sợ quá, có khi nào trúng cái kiếm của chú không? Ôi trời, chú. Đúng không? Tự nhiên ra cái thấy đâu mất ngón. Nó là giấy mà không biết giấy gì. À rồi, kinh nghiệm làm cho phép được yêu đó chính là sổ hồng. Wow. Sổ hồng. Con xin mời chú. Ủa, wow, gì vậy? Dạ đây, 10.000 đồng. Tờ 10.000 đồng này là cũng là một kỷ niệm mà tôi đã vươn lên được ngày hôm nay. Năm lúc cha mẹ tôi chết hết, tôi là một người mồ côi và tôi được đi biểu diễn. Cái nôi của tôi là đoàn ca múa của tỉnh Bến Tre. Năm đó tôi là một thằng đồng uốn dẻo, và mỗi ngày tôi lớn lên là tôi lập gia đình. 10.000 đồng này, đó là đồng lương của tôi đã nhận được trong đoàn mỗi một ngày. Từ 10.000 đồng này mà tôi đã trở nên thành công, đã có tên tuổi được ngày hôm nay cũng là nhờ 10.000 đồng này. Sự vất vả, tôi đi từ nấc thang, và hôm nay con tôi đây cũng là nối nghiệp và noi theo gương tôi từ khổ đi lên. Vì vậy con tôi bé từ 4 tuổi đã hỗ trợ tôi đi làm cho tới ngày hôm nay. Bé vừa làm bên ca sĩ vừa bên kinh doanh, nên sự vất vả của tôi cũng nhờ 10.000 đồng này đã đưa tôi lên có được cái tên vua nút kiếm hàng đầu của Việt Nam ngày hôm nay, cũng là 10.000 đồng. Xin cảm ơn gia đình chú rất nhiều. Và để xem báu vật của gia đình thứ hai, đó chính là mẹ Hồng và chú Hân sẽ là gì? Xin mời lên sân khấu. Let's go. Dạ, nhìn hình dáng bên ngoài thì thấy nó nhô hơn. Nó thật sự là nó giống một cái củ. Một củ. Nó dài dài. Dài dài. Nó là những món rời rạc. Dạ, ô nó nhiều lắm. Ô, à mình biết này là gì rồi. Đây là dụng cụ để chơi một bộ môn thể thao. Ồ. Xin dạ, mời xin cô. Mời. Đó. Cô
Con mời cô nói về ý nghĩa của món báu vật này. Cái bóng bàn này á, nó giống như là con gái tôi vậy đó. Khi mà thả quả bóng xuống á, thì nó sẽ dội lên cao hơn lúc ban đầu. Con gái tôi nó là như vậy đó. Trong bất cứ trong cái lĩnh vực nào, khi mà nó bắt đầu nó làm á, thì nó sẽ có cái lực nó vượt lên cao hơn. Cho nên là trong cuộc sống gia đình á, nó cũng vậy. Trong vợ chồng á, cũng có lúc á, cái gì đó, có cái gì đó chứ không phải là ai cũng suôn sẻ hết. Nhưng mà nếu có một cái việc gì đó thì với cái tình yêu thương thì con tôi nó có từ đầu, nó sẽ bật lên cao hơn và nó sẽ lo lắng cho chồng nhiều hơn. Yeah, hết sức thú vị. Sau khi chúng ta đã biết được hai món báu vật là gì và lắng nghe được một câu chuyện phía sau của nó, thật sự rất cảm động. Dạ, cho Phương Hiếu xin phép như thế này ạ. Ở đây hai bậc phụ thân đều là hai người đáng kính và mang đến những cái vật dụng rất là ý nghĩa để mang đến những giá trị cuộc sống. Cho nên Hiếu xin được mạn phép trong phần chất vấn này, xin mời hai cô con gái hãy trả lời cho câu hỏi vì sao bên nhà trai đừng nên chọn cô gái kia. Xin mời. Thì điểm mạnh của em là ở đây á, là em đã tự lập. Vốn dĩ em đã tự lập từ khi em còn nhỏ. Vốn dĩ cái gì em cũng tự lập. Cái gì em biết em sẽ làm. Cái gì em cần sự hỗ trợ của gia đình em sẽ nhờ ba hướng dẫn, và sau đó em sẽ tự làm công việc đó. Còn ở bên phía cô gái này thì giống như là từ nhỏ đã được bao bọc bởi mẹ của mình. Giữa một cô gái tự lập và một cô gái phụ thuộc vào cha, vào mẹ của mình quá nhiều, thì đương nhiên cô gái tự lập sẽ, khi mà ở bên chồng, khi mà có ra ở riêng hay cho dù có ở chung với cô, cũng sẽ biết cách hòa hoãn gia đình, cũng như chăm lo cho chồng, và cũng như là cân bằng giữa mẹ chồng và chồng của mình. Xin cảm ơn. Theo em thì bạn nữ bên kia thì là ca sĩ, còn anh Triều thì là MC. Thì ca sĩ với lại MC thì thường thường đi hoạt động nhiều, không có thời gian quan tâm tới gia đình nhiều. Với lại ca sĩ chưa chắc gì có tên tuổi lớn thì không nói, còn lỡ như không có tên tuổi thì không có chỗ đứng, công việc nó chắc gì đã ổn định đâu. Ghê gớm đó. Nhưng mà cũng hợp lý. Rồi bên kia. Nếu vậy thì cho dù ca sĩ lớn hay ca sĩ nhỏ cũng là cái nghề, và cái nghề nó cũng kiếm ra tiền, mà khi có tiền rồi cũng sẽ ổn định được cho bản thân và lo được cho cả chồng. Khi mà chồng mình có ngã xuống thì vẫn còn có mình, cho dù đồng tiền nó ít nhưng vẫn lo được cho chồng mình và bản thân mình. Đó chính là tự lập tài chính, và đó cũng là xu hướng của phụ nữ hiện đại bây giờ. Em Phương ơi, cái quan trọng ở đây là từ ổn định hoặc không ổn định. Nếu cái từ ổn định đó nó gắn liền với gia đình, gắn liền với hạnh phúc của gia đình, thì khi mình ổn định được thì mình mới có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Còn khi mình không có hai chữ ổn định thì công việc bấp bênh này nọ, mình sinh con này ra rồi lấy gì lo cho nó, đúng không? Thế rồi cô bé, hình như cô bé quên mình còn kinh doanh nữa. Cho nên là về vấn đề đi hát, mình không phải cái nghề của mình chỉ là nghề đi hát không, mình còn làm thêm nghề tay trái, đó là việc kinh doanh. Vấn đề hiện đại xã hội bây giờ, mạng xã hội rất là thông dụng. Mình có thể dùng sắc đẹp của mình để kiếm ra tiền, ở đây là về PR cho mặt hình ảnh mình. Khi mình không đi hát, mình có thể sử dụng hình ảnh của mình để mình tạo nên thương chiến lược kinh doanh và tạo nên tiền. Và từ đó mình có thể lo lắng về gia đình mình, không có gì phải lo cả. Cho nên mình không chỉ kiếm hát không. Tại sao không chọn thẳng một người đã có kinh doanh nghề nghiệp ổn định mà tại phải chọn một cô ca sĩ rồi từ từ mới kinh doanh? Oh man. Xin cảm ơn hai cô con gái cưng của hai gia đình rất nhiều. Ở đây không có bên nào chê bên nào, mà lại để đưa ra điểm yếu của công việc, nghề nghiệp, tính cách mà thôi. Còn bây giờ, mời hai cô gái xinh đẹp của hai gia đình chúng ta vào trong, chuẩn bị cho màn lộ diện cuối cùng. Cho phép được yêu. Trận chiến chẳng những là của showbiz mà còn của cả xã hội quan tâm, với những quan điểm hết sức thân thuộc trong cuộc sống. Nhưng cái tên mà gia đình cho phép được yêu chỉ có một mà thôi. Gia đình nhà trai hãy cho chúng tôi biết cái tên mà gia đình cho phép được yêu là ai? Tiếc nào cũng phải tàn, giờ tàn thiệt đã đến. Xin mời gia đình nhà trai cho chúng tôi biết cái tên mà gia đình cho phép được yêu là ai?
gia đình của chúng tôi chọn gia đình số. Chọn gia đình số 2. Là bạn đúng không? Thưa quý vị, đó là lựa chọn của gia đình nhà trai. Sau 5 tiếng đếm, MC Hải Triều hãy cho chúng tôi biết rằng bạn có đi vào trong hay không. Cùng đếm nha. 5, 4, 3, 2. Mời đại diện nhà trai. Chỗ đâu trẻ nên vui. Phải lựa chọn làm sao đây, làm sao đây, yeah. À, và thật sự sự lựa chọn của gia đình nhà Hải Triều không làm cho Miko ngạc nhiên. Bởi vì ở Tú Hân tạo ra một cái cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp cho dành cho người phụ huynh, dành cho những người phụ nữ truyền thống của gia đình hơn. Nhưng mà bây giờ phải hỏi Hải Triều, khi không chọn Tú Hân, điều đó có nghĩa là em dành tình cảm cho cô Hoàng Phương, có đúng hay không? Thật sự ra thì ngay từ ban đầu thì em thích nhất có lẽ là bạn số 4. Nhưng mà tuy nhiên chính cái sự thông minh của bạn số 1 thì làm cho em thấy thích hơn. Và em cứ nghĩ là gia đình của em sẽ lựa chọn số 1 sẽ phù hợp với em. Vì thật ra là em sống rất tình cảm và nội tâm, thì em cần một người phụ nữ bên cạnh của em. Hơi cá tính một tí xíu, nó dung hòa lại cái. Với một điều đặc biệt mà em cảm thấy từ Phương, đó chính là em và Phương khi mà sống cùng với nhau sẽ có rất nhiều cái gia vị của tình yêu. Bởi vì em sẽ có tranh luận cùng với nhau, cãi vã cùng nhau, nhưng cái tranh luận này là tranh luận yêu. Em cảm thấy điều đó lúc nào cũng vậy, đó chính là sự khác nhau giữa phụ huynh và con trẻ. Lúc nào thì các bậc phụ huynh cũng mong muốn con mình ổn định, cái gì đó nó an tâm, an toàn, chứ nó không có mạo hiểm. Và rõ ràng là chọn một cô nàng sắc sảo và tinh tế hiện đại như ca sĩ Kim Hoàng Phương, con gái nghệ sĩ Hoàng Son, là một điều mạo hiểm, phải không ạ? Cũng đúng thôi, tôn trọng điều đó. Em sẽ nói cho anh biết một điều, sau này khi anh lập gia đình rồi anh tìm một người giống như Phương để hợp, tăng thêm cái gia vị cuộc sống đó, thì một thời gian sau đó anh sẽ phát hiện ra rằng một người con gái như em mới thật sự là đáng để anh chọn. Đây là một kết thúc không ai mong muốn, tuy nhiên những người trong cuộc họ làm theo con tim của mình và họ đều có quyền bảo vệ nó. Xin mời các gia đình chúng ta di chuyển xuống sân khấu để gửi lời chào khán giả. Quả thật đây là một số cho phép được yêu rất đặc biệt với rất nhiều những câu chuyện, và hy vọng rằng quý khán giả theo dõi chương trình cũng đã rút ra được những suy nghĩ cho mình. Ở đây không có chuyện đúng hay sai, nhưng chúng ta sẽ chọn cách sống mà chúng ta cảm thấy tin tưởng. Nếu quý vị cần tìm những gia vị mặn ngọt cay nồng trong tình yêu thì hãy nhớ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cho phép được yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media thực hiện. Chỉ có chúng tôi mới mang đến điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.